Nguyễn Thành Tú 39 tuổi và Ngô Ngọc Sáng 28 tuổi cùng ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vừa bị đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội công an thành phố lập hồ sơ bàn giao cho công an phường Phạm Ngũ Lão quận Nhất điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy. Thông tin ban đầu khoảng 12 giờ 30 phút ngày 8 tháng 11, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an thành phố thấy Tú và Sáng đi xe máy trên đường Bùi Thị Xuân quận Nhất có biểu hiện khả nghi liền kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra phát hiện trong tay Tú có hai gói ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Tại cơ quan công an, bước đầu Tú và Sáng khai nhận đều nghiện ma túy, số ma túy trên cả hai mua về để sử dụng. Riêng Tú, dù đã đi cai nghiện ma túy nhưng vẫn vướng lại vào con đường cũ.